Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với chương trình BTH Công nghệ. Hôm nay thì mình sẽ xin giới thiệu với quý vị và các bạn cách mở khóa bộ Vodafone R28. Bộ Vodafone R28 này thì khi các bạn mua về thì các bạn lắp sim vào thì nó sẽ không lên được sóng wifi. Đây là các đèn báo của bộ Vodafone R28 này. Về đèn báo pin, pin sắp hết thì chắc mình sẽ bóp sạc. Đây là bộ báo về wifi thông, tin nhắn và đây là cuối cùng là cái cột sóng wifi. Các bạn để ý là cột sóng wifi này bao giờ nó phải xanh hết thì mới bắt được mạng. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cũng mua hàng bên mình ấy, thì các bạn sẽ làm theo cách hướng dẫn của mình để vào để cho bộ phát wifi Vodafone R28 này chưa cập được mạng. Đầu tiên là các bạn bật bộ phát wifi lên và chúng ta lắp sim vào cái khe thẻ nhớ khe sim này. Đây, mình đã cắm sim vào đây rồi. Sau đó thì các bạn phải cần một chiếc điện thoại hoặc một chút máy tính. Mình đây sẽ sử dụng máy tính cho các bạn để xem nhé. Các bạn sẽ truy cập vào để bắt wifi của bộ Vodafone R28 này. Đây. Đây là mật khẩu để truy cập. Sau khi các bạn đã truy cập được thành bắt wifi của Vodafone R28 rồi thì nó sẽ báo Internet. Nhưng mà các bạn sẽ kiểm tra xem là Internet có hay không thì các bạn sẽ kiểm tra. Bấm vào một trang bất kỳ. Nó sẽ không có mạng tại vì nó các bạn chưa mở khóa được cái bộ Vodafone này. Thì để mà mở khóa được cái bộ Vodafone này thì các bạn phải truy cập vào cái địa chỉ IP của nó. Địa chỉ IP của nó đây, các bạn dùng các bạn click lên đây nhé. Các bạn gọi cho mình là 192.168.0.1. Đây thì nó đã ra cái mạng của Vodafone R28 này. Đây là cái trang chủ. Các bạn phải đăng nhập vào đây. Login vào đây thì các bạn sẽ đăng nhập cho mình là admin. Admin viết thường nhé. Các bạn viết login vào đây. Các bạn để ý này. Trên đây thì nó đang còn là dấu nhân đỏ này. Nó chưa thông được mạng. Các bạn sẽ bấm vào phần là đây, phần main và phần router này. Các bạn bấm vào phần main này. Đây là phần startup này, sim này. Các bạn sẽ bấm vào cái phần connect cho mình. Khi mà bấm vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy cái ba dòng này. Thì các bạn sẽ bấm bỏ đây. Các bạn lắp sim, các bạn ấn vào server. Các bạn ấn server thì các bạn sẽ để ý trên đây là nó sẽ thông. Thông thì nó sẽ mất cái dấu tích đỏ đây rồi. Vậy là đã truy cập được rồi. Bộ Vodafone R28 các bạn đã bị khó thành công. Đây mình sẽ kiểm tra lại mạng nhé. Đây, lúc nãy chưa vào được mạng, bây giờ các bạn đã mở khóa thành công rồi thì nó sẽ truy cập được mạng. Đây, mình sẽ kiểm tra mạng. Đấy, chạy rồi. Và đây các bạn để ý này. Khi nãy trên này nó đèn nó còn nhấp nháy này, bây giờ đèn nó đã đèn xanh rồi này. Đây là các bạn đã mở khóa thành công. Đây, mạng là ok nhé. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip.